Thưa quý vị, ngày 10 tháng 7, theo lệnh của Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện việc bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Công Khanh, 29 tuổi, ngụ quận 7, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, cơ quan điều tra tiếp nhận tin báo của chị LNTH, 32 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, về việc Khanh lừa đảo. Khanh khai nhận đầu tháng 4 năm 2023, chị Hát mua ô tô hiệu McLaren 51F8217 với giá là 10 tỷ đồng, nhưng cho chị gái ngụ ở thành phố Hà Nội đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu đối với xe ô tô trên. Thông qua mối quan hệ xã hội thì chị Hát quen biết với Phan Công Khanh nên nhờ Khanh bán dùng chiếc xe ô tô nói trên. Tháng 3 năm 2023, Khanh nói với chị Hát có muốn bán xe thì đem xe qua showroom của Khanh để bán vì có khách muốn mua xe. Chị Hát đồng ý. Sau đó khoảng 15 giờ ngày 9 tháng 3, Khanh nói nhân viên đến nhà chị Hát lấy xe ô tô chạy về showroom của Khanh. Ở lúc này thì chị Hát chỉ giao xe mà không giao giấy tờ xe này cho Khanh. Ngày 23 tháng 5, do cần tiền trả nợ và chuộc xe, nên Khanh nói dối với chị Hát đưa giấy tờ xe ô tô trên để khách mua xe xem. Tin thật, chị Hát đến showroom đưa giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy đăng kiểm xe ô tô bản chính cho Khanh. Sau khi chị Hát đưa giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy đăng kiểm xe ô tô cho Khanh, 15 giờ cùng ngày, Khanh đưa xe ô tô cùng toàn bộ giấy tờ xe này cho Mohamed Dafa, sinh năm 1996, chú huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, là cộng tác viên trong showroom của Khanh, đem xe ô tô đi cầm lấy 2 tỷ đồng đưa cho Khanh. Theo điều tra, thì Mohamed Dafa gọi điện thoại cho DMH, sinh năm 1991, chú quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, để thế chấp xe vay số tiền là 2 tỷ đồng. Số tiền cầm xe có được thì Khanh sử dụng vào việc trả nợ để chuộc lại xe mà trước đó Khanh cầm cố. Bản thân phà biết rõ Khanh nói dối chị Hát để làm giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy đăng kiểm xe ô tô để mang đi thế chấp. Và hiện nay thì Khanh không còn khả năng chuộc xe về trả cho chị Hát. Sau đó, chị Hát liên tục nhắn tin yêu cầu Khanh trả lại giấy tờ xe cùng với xe ô tô, nhưng Khanh không trả lời. Sau đó, chị Hát liên tục nhắn tin yêu cầu Khanh trả lại nhưng vẫn không nhận được hồi đáp. Chị Hát đến showroom K Super tìm hiểu thì biết được Khanh đang thiếu nợ rất nhiều nên tố cáo lên công an. Tại cơ quan điều tra, Khanh và Pha đã thừa nhận hành vi. Công an đã bắt khẩn cấp với Khanh và tạm giữ hình sự với Pha cũng như lấy lời khai xác định vai trò của những người liên quan để tiến hành xử lý. Nhiều năm trước, Khanh là cầu thủ bóng truyền của một câu lạc bộ ở thành phố Hồ Chí Minh và có biệt danh là vua bóng truyền phủi. Người này cũng thường chia sẻ các câu chuyện làm giàu, khởi nghiệp trên mạng xã hội. Liên quan đến vụ trùm buôn siêu xe Phan Công Khanh bị bắt, không ít người tò mò liệu serum siêu xe của Phan Công Khanh sở hữu những loại siêu xe nào và nó đáng giá bao nhiêu. Ở ngay bây giờ thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong phần dưới đây. Phan Công Khanh, sinh năm 1994, là cái tên không còn xa lạ với giới buôn bán siêu xe mới nổi ở Việt Nam khoảng 2 đến 3 năm trở lại đây. Phan Công Khanh quê gốc ở Bến Tre, đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng Phan Công Khanh được biết đến là ông trùm siêu xe ở khu vực miền Nam, bộ sưu tập siêu xe của Phan Công Khanh đến từ các thương hiệu đình đám như McLaren, Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce, Bentley với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng và dưới đây là năm mẫu xe đình đám do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại K Super Group đưa về nước phục vụ thú chơi xe của đại gia Việt. Lamborghini Huracan STO. Cuối năm 2021, fan công khanh chia sẻ hình ảnh chụp cùng chiếc Lamborghini Huracan STO tại showroom đã tiếp tục làm cộng đồng mạng dậy sóng khi đây là chiếc đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Tới nay, chủ sở hữu là một đại gia vũng tàu đang sở hữu dàn siêu xe hàng chục tỷ. Toàn bộ xe đều do đơn vị k Super nhập khẩu. Xe sở hữu màu sơn ngoại thất cá nhân hóa với tên gọi Blue Life cùng các chi tiết tương phản có màu vàng được gọi là California Orange. Với biển số của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Chiếc Huracan STO có giá trị không dưới 35 tỷ đồng. Do đó đến nay không có đại gia Việt nào sẵn sàng chịu chi số tiền lớn để sở hữu mẫu siêu xe đậm chất đường đua này. Ferrari SF90 Stradale Ngay đầu năm 2021, giới chơi xe xôn xao khi chiếc Ferrari SF90 Stradale xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Chủ nhân siêu ngựa này là đại gia chơi xe có tiếng, vốn thân thiết với Phan Công Khanh, hiện chiếc xe vẫn nằm trong gara của đại gia này với giá trị lăn bánh ước tính gần 20 tỷ đồng. Dù không phải siêu xe bản giới hạn nhưng chiếc SF90 Stradale này là chiếc đầu tiên về Việt Nam mở ra trào lưu chơi siêu xe mạnh nhất nước ta của các đại gia. Sau chiếc xe này, đơn vị của tay chơi 9X tiếp tục đưa về một chiếc SF90 theo đơn đặt hàng của một đại gia khác. Cũng trong năm 2021, đơn vị kinh doanh siêu xe của Phan Công Khanh tạo tiếng vang lớn trong giới chơi xe và kinh doanh xe khi nhập khẩu chiếc Porsche 918 Spider theo đơn đặt hàng của một đại gia Sài Gòn. Với số lượng giới hạn 918 chiếc, mẫu Hypercar này có giá bán ở thời điểm đó là 1,32 triệu đô la Mỹ, tương đương 30,8 tỷ Việt Nam đồng. Hiện tại nhiều khả năng xe vẫn thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ sau khi tháo bỏ đề can để chuyển ra Hà Nội làm giấy tờ, biển số. Đây là một trong hai chiếc 98 Spider có mặt ở Việt Nam. Chiếc còn lại mang biển số Campuchia nằm trong bộ sưu tập xe trăm tỷ khác của một tỷ phú người Việt. Dù được giới thiệu dưới dạng concept từ năm 2010, nhưng 98 Spider vẫn mang thiết kế hướng tới tương lai và không lỗi thời. Chiếc xe thậm chí được đánh giá cao nhờ kiểu dáng vượt thời đại so với những mẫu siêu xe hypercar cùng thời. McLaren Senna Cập bến Việt Nam từ cuối năm 2021 nhưng phải đến giữa năm 2022, chiếc McLaren Senna thứ hai tại thị trường Việt Nam mới chính thức xuất hiện công khai. Hiện tại, xe đang thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên. Giá trị của xe ước tính khoảng 30 tỷ đồng khác với chiếc đầu tiên về Việt Nam, chiếc Senna này sở hữu ngoại thất màu trắng cùng nhiều chi tiết làm từ chất liệu carbon bề mặt nhám. Hãng siêu xe Anh Quốc cho biết chỉ có 500 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới. McLaren Senna GTR lộ diện ở nước ta từ năm 2022, chiếc McLaren Senna GTR độc nhất Việt Nam vừa được đơn vị kinh doanh xe của Phan Công Hành công bố cùng thời điểm đại gia quê Bến Tre bị công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ. Tới nay chưa rõ danh tính chủ nhân chiếc Hypercar dành cho đường đua là ai, song một số thông tin đồn đoán cho thấy nhiều khả năng sẽ nằm trong bộ sưu tập xe đắt đỏ nhất Việt Nam. McLaren Senna GTA là phiên bản sản xuất dành riêng cho đường đua, phát triển từ nguyên mẫu Senna tiêu chuẩn. Với số lượng 75 chiếc trên toàn thế giới, việc sở hữu chiếc siêu xe này không dễ dàng. Giá bán của xe tại thị trường nước ngoài ở mức trên 1,5 triệu đô la Mỹ, tương đương 35,5 tỷ đồng ngoài năm mẫu xe đình đám trên từng được phan công khanh đưa về việt nam trên trang facebook cá nhân chùm buôn siêu xe cũng thường xuyên chia sẻ bài viết về những siêu xe của mình và hành trình đi cùng với chúng ví dụ như rolls royce phantom 8 là một trong những mẫu xe nổi bật trong bộ sưu tập của phan công khanh chiếc xe có giá khoảng 70 tỷ đồng rolls royce phantom 8 là thế hệ thứ 8 của dòng xe phantom nổi tiếng So với phiên bản trước, Rolls-Royce Phantom 8 trải qua sự thay đổi về khung gầm, thiết kế hiện đại hóa và trang bị công nghệ tiên tiến. McLaren 720S Spider trị giá khoảng 23 tỷ đồng, từng xuất hiện trong bộ sưu tập của Phan công khanh. McLaren 720S Spider trang bị động cơ V8, tăng áp kép dung tích 4 lít, sản sinh công suất cực đại 710 mã lực và mô men xoắn 770 Nm. McLaren 720S Spider có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,8 giây và 0 đến 200 km/h trong 7,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 341 km/h. Hay Lamborghini Aventador Roadster trị giá khoảng 30 tỷ đồng tại Việt Nam cũng được fan công khanh chia sẻ trên trang cá nhân cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ V12 hút khí tự nhiên trước khi chuyển sang công nghệ hybrid. Động cơ V12 của Lamborghini Aventador Roadster có dung tích 6,5 lít, sản sinh công suất tối đa 759 mã lực và mô men xoắn cực đại 720 Nm. Ngoài ra, showroom siêu xe của Phan Công Khanh còn có nhiều siêu phẩm khác đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Lamborghini, Ferrari, McLaren, Rolls-Royce, Bentley, v.v. Ngân hàng nhà nước cho biết đã quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023 cho các tổ chức tín dụng với mức giao toàn hệ thống khoảng 14% bắt đầu từ ngày 10 tháng 7. Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm thấp hơn so với kịch bản đề ra, các nguồn vốn nền kinh tế gặp khó khăn Nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng để cung ứng thêm vốn tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu của nền kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát. Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng được thực hiện trên cơ sở đề nghị của tổ chức tín dụng, tình hình hoạt động, năng lực tài chính, quản trị điều hành và khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh của từng tổ chức tín dụng đảm bảo thanh khoản và an toàn hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng